Mở đầu video mình thân chào ông bà cô chú anh chị em. Ngăn chưa kìa. Ngăn rồi. Bé Mỹ ngoan, giỏi. Nãy đi thấy đóng cửa thì đi xuống dưới. Sớm vậy rồi. Bánh này cứ bánh gì vậy? Bánh gì vậy mày? Bánh dừa. Nói gì vậy, con ăn rồi hả? Con ăn chưa? Con ăn chưa? Chưa luôn. Đó, còn ăn cơm gốc cơm Mỹ đúng không? Có nhiều muốn. Sao mà bẻ dữ vậy? Đông đá dành thôi. Trời ơi, đây có ai mua? Không có, mấy bữa nay ba đập dừa bán ấy lắm, chậm á. Mới bà đang đập luôn, thấy chưa, đập thấy ngon quá. Đến hai lần mình về đi Đông Đá thì mình xài. Nhiều khi cần xài không có. Rồi, ba về khỏe. Về nhà không có ai. Dạ. Ba về rồi. Cái nón bỏ trên nhà ngoại rồi. Chạy lên chạy xuống bỏ trên ngoại trơn. Đồ đạc gì cũng bỏ cho anh hả? Ừ. Nè con. Chùm lên cái đầu đấy con ngồi sao đi cho nó mát. Ngồi trước nắng lắm. Ngồi sao ôm mẹ đi. Bài cây xin chào cô chú anh chị các bạn và các em nha. Giờ mình với Thảo với má với chị hai đi vô chùa, nay là rằm tháng 7. Chùa này là chùa Pháp Hoa. Hôm nay rằm chùa có đãi cho Phật tử trai. Hả? Ở con chùa chưa xong rồi vậy có quẩy gì con? Lên lại Phật xong rồi đi. Thấy có đông này chắc uống rượu chai thì uống rượu chai hết năm. Uống rượu. Này có uống rượu ha anh. Ừ. Dạ. Sao? Đó đây đi, đó đây. Dạ, vậy con để ngủ lên mấy đó luôn. Dạ tên. Nấu gì vậy? Nấu à, bún riêu. Dạ. Nấu bún riêu. Dạ. Đây là sau bếp của chùa. Chị hai vô đây phụ từ sớm. Chị hai với má. Em đây mình xịt khỏe hơn trong kia ta. Em đây là làm luôn. Đây hả? Được. Mình xịt dớp. Biết tương.
nay vợ mình đi chùa với Sáu Thảo, có nghe nói là có má, có chị hai nữa. Bây giờ vợ mình chở má về đây. Dạ thưa má, bữa nay chùa đông Phật tử dữ không má? Này thì không có đông, chùa Phúc Huệ đông dữ lắm. Mấy cái con uống nước thì con. Rồi vậy bây giờ em đi rước chị hai luôn ha. Em điện coi chị hai coi bà có gian, có nó có gian hay không. Dạ. Rồi má vô trong nghỉ ngơi uống nước đồ ăn bánh trái rồi. Dạ ủa ăn chút xíu nữa em về em gọt trái cây nè. Phúc Huệ đông quá trời đông. Vậy hả má? Xe đậu không có chỗ đậu luôn. Dạ. Đậu hết cái sân luôn mà không có chỗ đậu. Dạ. Cầm lớn ai cũng từ thiện. Dạ. Thì hai mày thì nó nấu sâu mặn. Nấu sôi mặn nhưng mà là chay phải không? Sôi mặn chay á. Sôi mặn chay. Cũng vừa dạ. Đãi ăn. Tại dạ. Ta. Thấy con Thảo đem nước cái xăm. Dạ. Người đem món. Dạ. Nó cứng chân vậy. Nó hơi mềm mềm chứ không cứng lắm phải không? Lẽ à. Tao ăn tao chịu mà cứng cứng mà. Hả hả, vậy trong trọng cứng nhóc kìa, để con lấy ra. Phải ăn mà cứ cái đặt sụp bột bỏ bớt ba cái mềm vô đi. Ừ, đem ba mềm vô chấm hết đi. Ở chỗ Phúc Huệ là có học sinh đó lại. Bữa nay chủ nhật. Bữa nay chủ nhật có học sinh đó. Thấy mấy đứa nhỏ 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 cũng vô bỏ tùng tiền vô tùng tam bảo cúng á, mấy đứa học sinh. Dạ. Em cái bộ đồ đi chùa này của em á, em mua ở đâu đẹp á? Hả? Tên Linh Vũng Tàu, Nguyễn Vũng Tàu. Nhiêu bộ đồ này nhiêu? Trăm mấy à? Rẻ vậy? Trời ơi, bộ đồ này 270 nè. 168 vậy? Bộ này 270 mua con nhung nè. Dạ. Vậy đuổi nè, thứ sớm con tí con mua con trăm mấy nè, thứ bạn cái giá mua con đuổi nè. Trăm mấy à? Trời ơi, con nhung nó bắn mắt. Bắn mắt thứ sợ luôn. Tao mua 2 bộ 540. Bộ này với bộ màu xanh dưới cải. Dạ. Con chỉ thun ngồi to to như này thun hả? Thun. Thun nó rẻ hơn đuổi. Nó giá luôn. Giá hả? Bữa con tí nó mua nè, con một giá là tự con lấy này. Con Dung nó bán á, thun thì có trăm mấy à, thun 170. Mà giải này á là bán 270 nè. Chắc cái chỗ bán đó phát hiện ra má thích vậy, đoán là má thích vậy này. Thun bận giảng quá à, ta bận mấy bộ vợ giảng dài thòn cái với cái ống quần với cái tay áo rồi nè. Vậy hả? Rồi quần nó sổ nó giảng nó dài phật phật còn đồ cà tê góp thảo mặc đó là bộ nó con mua chỗ đất 180 mua chỗ đất mà cũng trắng mà nó cũng được hiện nay năm chứ con Thảo bận vừa trước. Còn bộ mua trên mạng cũng đẹp lắm nhưng mà mai kiểu con không thích lại gì không? Cái bên cái thun cái bên cái giải phía cái thun nữa cái giải khúc thun hơi nhút giải cái quần đó hả? Cái quần đó cái lưng thun nó khúc giải thấy cũng đẹp lắm nhưng mà giờ mặt của mạnh không nổi. Chặt để cho Thảo bận.
cái màu này đẹp nè, kiểu cũng đẹp nữa, đẹp. Cười lắm, nó đi không mua vũ chơi nha, cái ngồi ngồi đợi ông thầy nó cúng, cái ngồi ngoài ngay cái góc cơ bà đang bán hội bán đồ á, ngồi nghe tới nghe lùi cái cũng vớt toàn bộ mà nói nó không mua không mua, ngồi gà gà quá cũng mua, cười cũng chết. Đi vô chợ đây không có mua gì nữa nha, đó là đi vô chợ còn như bữa nó đi chợ gì ta, chợ gì nè, còn quần quần quá chung sách gan bọc nữa, nó bà không mua gì hết. Nó đi quần quần quá phải đi bỏ tiền ra theo nhiêu là hết trơn rồi, thấy gì không mua nha, nói không mua mua chứ là đi vòng vòng ngồi vòng thấy nè, ngồi đợi phải cúng cũng là tiếng hồ chứ bộ hơn tiếng ha, ngồi đợi thấy đồ, ngồi ngay đóng đồ mà. cầm lòng không đậu rồi. Lát cũng lụm hết bộ đồ. Ngồi ngay đóng đồ dầm dầm thấy bộ nào vừa ý cũng phải mua. À không giờ mà thật là không mua. Đi chùa nó dùng nó chảy gà nó bán. Thì đó mấy bà đi gà nó bán trên chùa đó. Bà kêu vậy tự Vĩnh Long nó lên nó ngồi nó chảy đóng đồ đó. Tao ở trong chùa tao không ra thì tao không mua. Mà hả ra đi thả thả ra đặng dòm dòm á, dòm dòm hồ mắc mua. Sàng sàng lắm mà. Nó ngồi đó ngồi. Dòm qua dòm lại còn hầu thấy cái bộ nào thấy gửi cái mắc mua. Video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho gia đình mình. Nếu xem video thấy vui hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video lần sau nha.